Chào mọi người, trong video này chúng ta sẽ nghiên cứu nhé, nốt cái phần còn lại nhé của cái vấn đề góc giữa hai đường thẳng nhé mọi người nhé. Thì chúng ta sẽ nghiên cứu từ cái câu 51 đúng không? Đến hết cái câu 59 là hoàn thiện về góc nha mọi người nhé. Rồi, xin mời mọi người. Chúng ta bắt đầu từ cái câu 51 cho hai đường thẳng đến một đến hai rồi, hai con này cùng ngoài rồi, đúng không ạ? Ở dạng là tổng quát đúng không? Vậy nó sẽ cấp ra cho mình là vector phát triển đúng không? Vậy là mình tính luôn nhé. Đây, mọi người vào menu 5 này. Tạo vector thứ nhất nhé, kích thước là 2. Nhập tranh tọa độ của nó là 1, 2 nhé. Rồi, ok, mình tạo thêm vector thứ hai luôn, tọa độ là 2, âm 4 này. Option 2 này, 2, âm 4 này. Ok, rồi, sau khi mình tạo xong cái vector thì người ta yêu cầu là tính cosine nhé mọi người nhé. Cosine nó chính là cos này, cos, option này, góc giữa hai vector. Rồi, option 3, phải option 4. Đấy. Rồi, có hai lần đóng ngoặc cho mọi người nhé. Ok, tốt nhất là mọi người tính riêng con góc này ra trước đi, để xem là cái góc của mình nó có bị vượt quá 90 không trước nhé. Rồi nó lại vượt quá 90 rồi, thế 50 đẻo thì mọi người lấy 180 nhé, trừ đi cái góc đấy. Rồi sau đó mọi người lấy cos nhé, cos của này bằng rồi 0,6, 0,6 là 3/5 nhé mọi người nhé. Nghĩa sang đây này, đó ta chọn IC 50C này. Từ từ, cái con này, con 50 này như chữa rồi sao nhỉ, đúng không? 50 như chữa rồi rồi. Đấy, thôi, coi như chữa lại nhé. Rồi, bây giờ mình sang 51 đi. 51 thì cái vector của mình này, vector thứ nhất nó là 1, 2 nhé. Vector thứ hai là 1, 1 nhé. Rồi, mình bấm luôn này. Option 1, 1, 2 nhé. Con thứ nhất là 1, 2. Rồi, con thứ hai nhé. Option 1, 2, 2 này. Nhập đây là 1, 1. Rồi, ok. Thì bây giờ mình sẽ tính góc giữa hai con này trước nhé. Sau đó mình mới tính cosine nhé. Rồi, AC này, option này. Góc giữa vector số 3 này. Option 3 này, phẩy option 4 này. Đó, rồi, còn băng nhé. Đó, 108 thì vượt quá 90 rồi, đúng không? Như vậy là mình phải lấy 180 này, trừ đi cái góc đó, đúng không? Còn băng nhé, thì được 71. Bây giờ mình bấm cos của cái góc đấy. Nhá, cos A, nhá, bằng. Rồi, 0,316 đúng không? Thì bây giờ kem đấy nó bị lẻ này, bấm S sang đây nó không đổi được nhé. Nhưng mà kem nhớ là cái cos này nó đang dương này. Thì kem bấm menu 1 này, kem bấm là căn bậc 2 của an bình phương giúp anh. Đó. Rồi, căn 10 trên 10, đáp án là IA. Ok chưa? Đấy. Bí kíp võ công, đúng không? Câu 52 nhé. Câu 52 thì câu này, một con là tham số, một con là tổng quát đây, đúng không? Như vậy là nó sẽ khác loài đấy, làm cẩn thận nhé. Menu 5 này. Chọn mục 1 này, chọn mục 1 này, kích thước là 2. Ok, tạo vector thứ nhất tọa độ là 15 nhé. 15, ok. Tạo vector thứ hai ấy, thì để anh viết ra đây một chút. Cái con U2 nhé, U2 là 1, âm 1, đúng không? U2 này thì tọa độ của nó là 1 âm 1 đúng không? Như vậy là từ đó mình có ngay là N2. N2 của mình sẽ là 1 1 nhé. Đấy, đổi chỗ đổi giờ đúng không? Vậy nó là 1 1, mình tạo con 1 1 nhé. Option này 1 2 2 này. 1 1 nhé. Rồi ok, bây giờ tính cosine thì mình phải tính góc trước đã. Option xuống này, chọn 1 3 này. Option 3 này, vậy option 4 này. Rồi ok, bằng nhá. Rồi, được có 18 đúng không? Ok, thì tính luôn nhé, cos của nó này. Rồi, cos của nó vẫn bằng này. Rồi, 0,948, con này lẻ không đổi được nhé, mình bấm menu căn của an bình phương nhé. Rồi, 3 căn 10 trên 10 đáp án A nhé. Rồi, chúng ta xem câu 53 này. Cho đường thẳng D1 và D2, đúng không? Tính cosine, ok, đấy, con này nó lại bị khác loài rồi. Khác loài thì nhớ là phải đưa về cùng loài đấy nhé. Menu này, 5, 1, 1, 2, ok. Rồi. Con đầu tiên nhập là 34 nhé. Rồi con số 2 ấy, con số 2 thì vector U của mình là 12 5, đúng không? Thì bây giờ mình đổi thành cái vector N thì nó là âm 5 12 đi. Option này. 1 2 2 nhé. Âm 5 này 12 nhá. Rồi, đúng không? Đổi chỗ đổi dấu đấy. Ok, bây giờ tính góc trước nhá. Góc giữa hai vector số 3 này, option 3 này. Option 4 này. Rồi, bằng. Rồi, 59. Rồi, góc này ok rồi nhé. Bây giờ tính cos luôn này. Cos an luôn này. Bằng. Rồi, lại lẻ rồi. Bấm đổi đâu? À đổi được luôn. 33/65. 33/65 là đáp án cuối nhá. Ok. Rồi, câu 54 nhá. Xác định tất cả các giá trị của alpha. Ok rồi, cái câu này nó lại yêu cầu mình như này là lại phải giải tham số rồi. Câu này là phải giải tay rồi nhá. Cần phải giải tay.
Rồi, ok nhé. Thế thì đối với cái câu này ấy, thì mình hình dung là cái con nó cho mình hai cái đường thẳng đấy đúng không? Thì mình cứ gọi đây là đường thẳng số 1 nhé. Đây là đường thẳng số 2, ok không? Đấy, thì đối với cái đường thẳng thứ nhất ấy, thì mình sẽ có là cái con U1. Nhé. U1 thì tọa độ của mình nó chính là A âm 2 đúng không? Như vậy là mình phải đổi về N1 trước đã. Đúng không? Như vậy là N1 của mình nó chính là 2A. Rồi, thế còn đối với cái đường thẳng thứ hai thì mình có ngay là N2 luôn đi. Đúng không? Thì N2 là 3, 4 luôn, đúng không? Đó. Thế bây giờ người ta yêu cầu là tính tìm alpha đúng không? Để cho cái góc giữa hai cái đường thẳng này 45 đúng không? Như vậy là mình có ngay này cos của D1 và D2. Đấy thì nó chính là bằng cos của 45 độ. Đúng không? Thì nó bằng là trị tuyệt đối này. Rồi, trên tử thì chúng ta lấy tích vô hướng, tức là lấy là 2 nhân 3 cộng với a nhân với 4, đúng chưa? Đó, thế còn dưới mẫu là chúng ta lấy tích độ dài nhé. Tích độ dài là 2 bình cộng với a bình. Đấy, đây là cái con độ dài của vector đầu tiên nhân với độ dài thứ hai là 3 bình cộng 4 bình. Đấy, ok. Rồi, thì đây thì mọi người có thể tính bằng máy tính nhé. Cái cos 45 ấy, cos 45 thì nó bằng là căn 2 trên 2. Đó, ok chưa? Thì mọi người giải cái phương trình này bằng cách mọi người bình phương hai vế là xong thôi nhé. Thì như vậy cái này mình tương đương lại nhân chéo luôn nha. 2 thì bắt chéo lên đây, căn 2 bắt chéo xuống dưới mẫu này, đúng không? Như vậy là mình có 2 nhân với trị đối của này. Đây ta có là 4a cộng 6 nhé. 4a cộng 6. Rồi, bằng này, nhân bắt chéo này, căn 2 nhân bắt chéo vào cái chỗ dưới này nhá. Thì cái đoạn này thì chúng ta sẽ viết cẩn thận một chút nhé. Thì con căn 2 mình cứ để nguyên trước đi. Nhân với mở ngoặc này. Mà tôi cái này chẳng cần ngoặc đâu, đúng không? Nhân mà cũng cần. Thì mọi người hình dung cái con đầu tiên này nhé. Thì nó được là a bình cộng 4. Đúng không? Căn bậc 2 của a bình cộng 4. Rồi, còn cái con đằng sau ấy thì 3 bình 4 bình thì là bộ Pythago à, đúng không? Vậy nó là 3 4 5 rồi. Đúng chưa? Bây giờ các em đi bình phương hai vế nhá, thì mình có như sau này. Cái hai bình phương nó là chính là số 4. Còn cái trị đối bình phương ấy, các em nhớ này, trị tuyệt đối bình phương này hay là số âm bình phương nhá. Mấy cái đấy là giống nhau hết thôi. Trị tuyệt đối của a này hay là âm a này. Đấy. Được chưa? Hoặc là cái này. Đó. Đấy, thì nó đều bằng a bình hết, được chưa? Đấy, cho nên là khi mình bình phương của cái khối lượng trị tuyệt đối nhá, thì mình cứ bình phương giống như hàng đẳng thức số 1 đấy hoặc là số 2 thôi nhá. Thì con này được là 16 a bình này. Rồi, 4 nhân 6 24 nhân với 2 nữa là 48 đúng không? Rồi, 6 bình là 36 đi. Ok. Rồi bằng nhá, bình phương lên. 2 này nhân với a bình cộng 4 này, bình phương mất căn. 5 bình là 25, đúng chưa? Đó, rồi thì bây giờ mình bung ra mình thu gọn đi là xong nhé. Đó, để anh bung nhé, anh bung một máy tính thôi. À, sau đó mình thu gọn đi. À, mà thôi, con này số có to quá không nhỉ? À, không không to lắm đâu. Số nó hơi xấu xấu tí nhé mọi người nhé. Con này nó bung ra được này là 14 lần a bình cộng 192a trừ cho 56, cái này bằng 0. Rồi mọi người giải Casio bằng con này thôi, xem này nó ra nghiệm là bao nhiêu nhé. 14 này, 192 này, 56 này. Rồi, nghiệm của mình là 2 phần 7 và âm 14 nhé, được chưa? Nghiệm của mình là 2 phần 7 và âm 14 thì có đáp không? 2 phần 7 và âm 14. Đây, đi này. B nhé, 54 là chủ đề B. Rồi. Chúng ta xem 55 này. Ừ. Rồi, đường thẳng delta đi qua giao điểm của hai cái đường thẳng này. Ok, thế thì mình tìm giao điểm của D1 và D2 thông qua dạy hệ trước đi nhỉ, đúng không? Bấm menu để gọi hệ ra nhá. Menu 912 này, nhập hệ của D1 trước nhá. 213 này. Rồi, còn D2 của mình là 1 âm 2 âm 1 này. 1 âm 2 âm 1 bằng. Rồi, điểm khá nhá, 11 nha mọi người nhá. Đấy. Ok. Thì bây giờ nhé, người ta yêu cầu này viết phương trình của cái đường thẳng D, đường thẳng delta đúng không? Đấy, thỏa mãn hai yếu tố, thứ nhất là đi qua một cái điểm A đi nhá, tọa độ là 11. Đấy, ok không? Và tạo với
tạo với cái con D3 đúng không? Có cái phương trình là y trừ cho 1 bằng 0. Đấy, một cái góc nó bằng bao nhiêu độ? Bằng 45 độ nhá. Ok. Rồi ok nhé. Thế thì bây giờ mình giả sử delta thôi, đúng không? Đấy, mình sẽ giả sử nhé. Cái delta của mình có cái dạng là ax này, cộng với bi này. À không, nếu mà giả sử cái dạng này thì giải nó hơi nhiều ẩn, nó sẽ đặt 3 ẩn, mình chỉ có 2 yếu tố thôi. Mình sẽ giả sử delta cái dạng đó là y bằng a cộng b đi. Cái dạng này đẹp hơn, y bằng a cộng b nhá. Đó, vậy cái này mình tương đương nhá, nó là ax này trừ cho y này cộng với b này, cái này bằng 0. Rồi, bây giờ mình sẽ ép dữ kiện đầu tiên là delta mà đi qua điểm A11 đúng không? Đấy, dữ kiện đầu tiên nó sẽ cấp cho ta như sau. Thay cái điểm A11 vào thì ta được ngay đó là A trừ cho 1 cộng với B. Cái này bằng 0. Đấy, ok chưa? Thế còn đối với dữ kiện thứ hai là cái đường thẳng delta thì tạo với D3 một cái góc 45. Thì bây giờ mình cấp ra một chút các cái bộ vector nhá. Thế thì đối với cái con vector D3 ấy nhá. Đối với cái con D3 này thì mình sẽ có ngay cái con n của nó nhá. N của nó thế là có cái tọa độ là x, ở đây nó không có x đúng không, như vậy là nó là 0 1 đi đúng chưa, đấy số y thôi đúng không? Có một còn không có x thì ta để cũng không, đấy đây gọi là con n1 đi. Thế còn đối với con delta ấy, thì mình có con n2, n2 đây mình cấp ra ngay nó chính là a trừ 1 đúng chưa, đấy, a trừ 1. Thế thì bây giờ cái góc giữa hai đường thẳng bằng 45 đúng không? Góc giữa hai đường thẳng 45 thì bây giờ ta đổi về góc giữa hai con n này đúng không, như vậy ta viết luôn nhé, cos của 45 đúng chưa, cos của 45, con này bằng căn 2 trên 2 đó, thì nó bằng là trị lối của tích vuông trên tích độ dài. Thì tích vuông ta bắt đầu nhân vào luôn nhé, a nhân với 0 này đúng không, cộng với lại âm 1 nhân với 1 đó, rồi trên cho dưới mẫu tích độ dài nhé, 0 bình cộng với 1 bình ép căn, rồi nhân thêm a bình cộng với âm 1 tất cả bình ép căn đó, ok chưa. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nhân chéo lên luôn nhé, ta nhân chéo lên luôn này thì mình được như sau này, con đầu tiên là căn 2 này nhân chéo, ok thì cái chỗ này mình nhậm luôn nhé, cái anh đầu tiên bằng 1 này, còn anh thứ sau này đằng sau nó bằng là căn bậc 2 của a bình cộng 1 luôn đúng không, đấy, a bình cộng 1 này căn rồi bằng đấy. Thế còn hai cái anh đường chéo này ta nhân với nhau thì nó là bằng 2 nhân này đúng không, 2 nhân trị tuyệt đối này, rồi a nhân 0 thì là bằng 0 đúng không, bỏ đi luôn, còn trị tuyệt đối chỗ này là chuyển đổi của âm 1, chuyển đổi âm 1 thì bằng 1 luôn nhé. Ok, như vậy cái này ta biết là bằng nhân 1 luôn. Rồi bây giờ ta bình phương hai vế luôn nhé. Thì ta được là 2 này nhân với a bình cộng 1 này. Đó, thì cái này của chúng ta nó sẽ bằng 4. Đúng không? Hai bình nó bằng 4 mà. Rồi như vậy là cái này mình chuyển vế sang thì mình được là 2a bình. Đúng không? 2a bình này cộng 2. Đúng không? Chuyển 4 sang là trừ 4 bằng 0, đúng không? Như vậy là ta có ngay là 2a bình trừ cho 2 bằng 0. Đấy, như vậy là chứng tỏ là a của mình bằng 1 hoặc là âm 1. A của mình bằng 1 hoặc a của mình bằng âm 1. Rồi, thế thì nếu mà a bằng 1 nhau thì mình sẽ thay nó vào cái này. Đó, ok chưa? Thì mình sẽ tìm được b ngay, đúng không? Rồi, nếu a bằng 1 thì b bằng 0. Được chưa? Rồi, thế còn nếu mà a của mình bằng âm 1, đúng không? A của mình bằng âm 1 thì b của mình bằng 2. Đúng chưa? Rồi, như vậy là tổng kết lại ta sẽ được hai cái đường thẳng như sau. À, đối với cái bộ bên trên này này thì ta được cái đường thẳng là y bằng x đúng không? Đấy, ta được là y bằng x luôn, đúng chưa? Y bằng x. Thế còn đối với cái đường thẳng bên dưới ta được là y bằng trừ x cộng 2. Đấy, y bằng trừ cộng 2. Rồi, thế thì bây giờ mình viết lại về dạng tổng quát nhé. Thì con này nó chính là x trừ y bằng 0. Còn đối với con dưới thì mình được là x cộng y trừ 2 bằng 0 nha. Rồi, x trừ y bằng 0 hoặc là x cộng y trừ 2 bằng 0. Đáp án là y C nha. Đó. Đây dạ. Rồi chúng ta xem tiếp. Câu 56 nha. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ OXY nhé, thì có bao nhiêu đường thẳng đúng không? Đi qua điểm A hay không và tạo với trục hoành của góc 45. Rồi câu này vẽ hình cho nhanh. Được nhá. Trục hoành là trục gì? Trục OXY đúng không? Đấy, vẽ đây nhá. Rồi điểm A của mình là 20 đúng không? Vậy điểm A của mình nó rơi vào đây này. Đấy, ok chưa? Hay không? Thế thì nó bảo mình là có bao nhiêu đường thẳng đi qua điểm A và tạo với trục hoành góc 45. Như vậy câu trả lời chúng ta sẽ có hai nhé. Đường thẳng thứ nhất đi như sau. Đây chính là đường thẳng thứ nhất nha. Đó, ok không? Đi qua điểm A tạo với góc 45 là góc này. Và đường thẳng số 2 đi như sau này. Đi ngược như này. Đây, đi ngược như này.
Đó thì đây đường thẳng số 2, thì đường thẳng số 2 là cái đường màu xanh thì tạo với góc 45 với trung bình là bên này nhé. Câu trả lời là 2. Đáp án là B nhé. 56B. Rồi chúng ta sang câu tiếp theo. Câu 57. Rồi. Ta đọc đề này. Đường thẳng delta thì tạo với đường thẳng D nhỏ, đúng không? Ok, một cái góc bằng 45 độ, đúng không? Tìm hệ số góc K của đường thẳng delta, đúng không ạ? Rồi thế thì đối với cái đường thẳng D nhỏ này ta sẽ có ngay là n, đúng không? Ta gọi là n1 đi. Tọa độ của nó sẽ là 12 nhé. Được chưa? Rồi, thế thì cái đường thẳng delta ấy mà cái này người ta cho mình dạng hệ số góc thì các em viết cho anh này, y bằng ax cộng b. Đó, thế hệ số góc của mình là con nào? Thì hệ số góc của mình là chính là con a này này. Con này người ta gọi là hệ số góc nhé. Còn con b thì người ta gọi là tung độ gốc các em ạ. Tung độ gốc. Đó, con B này là ám chỉ cái vị trí giao điểm nhé, vị trí giao điểm của đường thẳng đấy với cái trục OI. Thế còn đối với con A thì là con hệ số góc thì nó sẽ quyết định cả cái vấn đề liên quan đến đến góc nhé, rồi xu hướng của đô thị đi lên đi xuống, tức là đồng tính nghịch biến đấy, do con A quyết định. Còn con B chỉ là điểm cắt với OI thôi. Thì đối với cái con này thì chúng ta phải đưa nó lại một chút, đó là AX trừ cho Y cộng với B bằng 0, rồi từ đó ta cấp ra ngay N2 nhé. N2 của mình tọa độ của nó là A và âm 1, đúng chưa? Đó, thế thì lúc này chuyện gì xảy ra ở đây? Thế thì lúc này người ta yêu cầu là góc giữa hai đối tượng này bằng 45, đúng không? Như vậy là mình có luôn đi nhờ. Rồi, chúng ta sẽ có luôn là cos của 45 độ nhé. Thì nó chính là bằng tích vô hướng trên tích độ dài luôn nhé. Chuyển đổi này, tích vô hướng của mình nó bằng là a nhân với 1 đi, đúng chưa? Cộng với lại âm 1 nhân với 2. Ok, trên cho tích độ dài là căn bậc 2 của một bình cộng với hai bình nhân với con độ dài thứ hai, đó là a bình cộng với âm 1 tất cả bình, đúng không? Thì cos 45 là bằng căn 2 trên 2. Rồi, bắt chéo luôn này, nhân bắt chéo luôn nha. 2 nhân chỉ đối này. Đây là a luôn này, trừ cho 2 luôn này, bằng này, căn 2 nhân bắt chéo này. Rồi, một bình cộng hai bình, cái này là bằng căn 5 luôn. Rồi, nhân tiếp a bình cộng với 1, đúng không? A bình cộng 1, rồi ép căn. Rồi bình phương hai vế lên nhá, thì mình được ngay này. À mà tôi con này thử đáp luôn cho nhanh nhỉ. Giải câu này nhé, giải câu này thì giống cái câu anh vừa giải bên trên này, này. Đấy, bình phương hai vế lên là xong nhé. Anh sẽ thử đáp luôn cho nó đỡ mất thời gian nhé. Thì con này mình bấm menu một này, hai lần trị tuyệt đối này của x trừ hai này, đỡ phải giải tay. Rồi chuyển vế sang là trừ căn 2 này nhân căn 5 này nhân căn bậc 2 của x bình phương cộng với 1. Rồi ok, thế bây giờ mình sẽ can thôi, can xem con nào ra bằng không thì mình chốt nha. Can này 1 phần 3 trước nha, 1 phần 3 ra bằng không, vậy 1 phần 3 lấy này, được chưa? 1 phần 3 mà lấy thì gạch hai con này này. Rồi bây giờ có 3 hoặc là âm 3 nữa là xong này, căn 3 nha, 3 ra bằng âm 8 cũng được rồi, như vậy nó là âm 3 rồi chắc chắn rồi đó. Âm 3 ra bằng không như vậy nó là ý A nhé. 57 chốt A. Rồi chúng ta xem tiếp cái câu 50 8 nha. Rồi ok. Nào thế thì cái đường thẳng D này trước đi, đúng không? Đường thẳng D ta viết lại một chút nha. Mình có là y bằng kx, đúng không? Y bằng kx, như vậy cái này mình phải có là kx trừ cho y bằng 0, đúng không? Vậy là mình có ngay N1 nha. N1 của mình có tọa độ là k âm 1. Được chưa? Đó, thế còn cái đường thẳng delta của mình ấy thì phương trình là y bằng x, đúng không? Như vậy cái này tương đương là x trừ cho y bằng 0. Như vậy là có ngay N2 nhá. Thì tọa độ của nó là 1 âm 1. Rồi, bây giờ người ta yêu cầu là góc của chúng ta nó phải bằng 60 độ, đúng không? Góc bằng 60 độ, như vậy là mình có ngay này cos 60. Cos 60 nha, cái này bằng 1 phần 2. Thì nó bằng là trị tuyệt đối này, tích vô hướng trước nha. Đó là k nhân với 1 cộng với âm 1 nhân với 1. À, âm 1 nhân âm 1 nha, sorry, âm 1 nhân âm 1. Rồi dưới mẫu này, căn bậc 2 của tổng bình phương nha. K bình cộng với lại âm 1 tất cả bình nhân với 1 bình cộng với âm 1 bình. Được chưa? Được rồi, đó ạ. Ok, ổn rồi đấy, nhờ, đúng không? Thế đi con này mình xịp xôn cũng được, hoặc là hay giải tay nhé. Con này con thầy giải tay thì cái hướng giải nó giống con này này. Giống mấy con này thôi, mấy con này giống nhau ấy mà. Nhân chéo lên, bình phương hai vế nhớ chưa? Nhân chéo bình phương hai vế. Còn đây anh sẽ
Ừ, thôi giải tay luôn cho nó mau. Một nhân với cái mẫu này thì nó vẫn là bằng cái mẫu đúng không? Vậy nó chính là k bình cộng với một nha, nhân với cái này là căn 2 này, bằng với cái này nhân bắt chéo ở đây là 2 nhân chữ đối của k cộng 1 đúng không? Rồi bình phương hai vế thì mình được là k bình cộng với 1 nhân với 2. Rồi cái này nó bằng là 4 nhân với k cộng 1 bình là k bình cộng với 2k cộng 1. Rồi chuyển vế sang thì mình được là mình bung luôn nhé. Thì mình được là 2k bình này cộng với 2 thì cái này bằng là 4k bình cộng với 8k cộng với 4. Đó, như vậy là cái mình chuyển vế sang nữa thì mình được là 2k bình này cộng với 8k này cộng với 2 bằng 0. Rồi, thế bây giờ người ta hỏi là gì? Tổng hai con k đúng không? Thì áp dụng VS luôn này. Đúng chưa? Thì ta có ngay k1 cộng k2 nó bằng là trừ b trên a theo VS đúng không? Trừ của 8 này trên cho a nó bằng 2 đúng không? Như vậy kết quả bằng âm 4. Rồi, đáp án là ý B các em. VS thôi. Vâng, thì các em có thể là giải trực tiếp hai con k ra sau cộng lại cũng được nhé. Còn anh đến dùng VS luôn nhé. Âm 4 nhé. Rồi chúng ta sang nốt cái câu cuối cùng. À, câu cuối cùng này không liên quan đến góc nhé. Đường thẳng B và C, tam giác này có BC bằng AB thôi. Câu câu này không liên quan đến góc, câu này chúng ta bỏ qua nhé mọi người. Rồi, như vậy là ta sẽ kết thúc cái phần góc ở đây nha anh nha. Rồi, cảm ơn mọi người.